Turbo TD13 nha. Cái đấy TD13. Ra phụ tùng. Phụ tùng là con máy GX GX. Anh em là mua gì thì cả phụ tùng đó nè. GX đời 550. Isuzu K35. Dạ số. Nico. Phụ tùng AI LX 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 rất nhiều đồ phụ tùng dân ma lớn GX GX phụ tùng các loại. Isuzu tấp 17.9 cần gỡ phụ tùng đó nha, hộp số các bạn.